Ngay sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm mới trong đợt dịch COVID-19 lần này, đặc biệt là tại khu vực tam giác đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ và Hoàng Hóa Thám, thuộc hai phường là Thạc Gián và Tân Chính của quận Thanh Khê, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng thiết lập các khu vực cách ly y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong các khu vực này yên tâm sinh hoạt, chung tay cùng thành phố đẩy lùi đại dịch. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Khu vực tam giác này có thể nói là tâm dịch trong chuỗi lây nhiễm mới đây khi ghi nhận liên tiếp các trường hợp mắc mới COVID-19 liên quan đến bệnh nhân NVH. Ghi nhận trên trục đường Lý Thái Tổ, mặc dù dưới thời tiết khá nắng nóng nhưng các tổ trực chốt vẫn hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo. Chủ trương của mình là không có tiếp xúc trực tiếp với đồ, là cho người ta tới đem vô rồi để trên cái bàn này, rồi dân người ta ra lái thôi, chứ mình không tiếp xúc trực tiếp. Có khai báo gì không? Có, ai mà giao nhận đồ là đều ghi vô cuốn sổ để có tình hình gì là mình biết, mình quản lý. Kể từ khi thiết lập vùng cách ly, rất nhiều đơn vị đã quan tâm hỗ trợ cho người dân nhu yếu phẩm thiết yếu, san sẻ khó khăn giữa mùa dịch. Đáng chú ý, lương thực thực phẩm hỗ trợ cho người dân trong khu vực này được giao theo phương thức một chiều, không tiếp xúc và theo những khung giờ cố định. Nếu người dân có nhu cầu mua thực phẩm tươi sống ở chợ, cũng sẽ được hỗ trợ ngay trong thời gian sớm nhất. Mình đang ở chốt này là trong kia là dân người ta họ cần hỗ trợ mua rau, rác, đồ thực phẩm ăn hàng ngày là mình cũng có hỗ trợ đi mua giúp cho dân bị cách ly. Còn có nhiều người họ nhà hỗ trợ tới họ từ thiện á cho cái xóm cách ly này nè, là mình cũng lấy, mình cũng hỗ trợ cho người dân đấy đó. Người dân họ có người họ bị ốm đau á, họ cũng nhờ mình đi mua thuốc những người đó. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các đơn vị lực lượng chức năng, các đoàn thể tình nguyện viên mà người dân tại khu cách ly cũng yên tâm sinh hoạt, đồng lòng cùng thành phố đẩy lùi đại dịch. Ở đây lực lượng dưới là công an, bảo vệ dân phố và dân quân. Và hội phụ nữ thì có hỗ trợ ban ngày nữa. Nói chung thì tốt hết, bởi vì người ta trong khu cách ly người ta cũng ý thức được. Nên vấn đề là không có. Diễn biến dịch COVID-19 hiện vẫn rất phức tạp và dự kiến sẽ còn kéo dài. Vì vậy, đây là thời điểm để lan tỏa tinh thần cộng đồng mạnh mẽ nhất. Chỉ khi mỗi người, mỗi tập thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức chung lòng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, thì thành phố Đà Nẵng mới có thể sớm chiến thắng được đại dịch COVID-19.